Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chi làm video về chủ đề là làm sao để mình lựa chọn được một cái bình điện phù hợp để mình xịt thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón lá trong nhà màng nha. Nói riêng và cũng như là khi mình xịt ở bên ngoài nói chung. Thì ngày trước chủ yếu là chúng ta dùng bình gạt tay, nó rất là mỏi. Nó bình 16 lít và bình máy Honda bằng động cơ xăng. Thì sau này khi mà công nghệ phát triển thì họ làm cái bình điện chạy bằng động cơ điện, nó rất là nhỏ gọn, nó nhẹ nhàng. Còn bình máy thì 25 lít đã nặng rồi, cộng với lại cái xác của máy nữa, nó chắc nó cũng cỡ 10 15 kg nữa, chắc cỡ 10 kg nữa, thì nó nặng lắm, nó ba mấy 40 kg, nó rất là nặng. Thì mà vận hành nó khó, trong khi bình điện thì đơn giản lắm, mình sạc điện xong rồi mình xài. Xài khi nào gần 5 7 bình 10 bình thì mình cứ sạc đầy mình xài tới. Thì video này mình nói trước là mình không phải bán bình thuốc bảo vệ thực vật nha, mà do khi mà lần đầu tiên mình thực tế mình đi làm nông nghiệp quấy bình xịt đó. Thực tế mình tự quấy bình xịt, còn trước đó thì mình chỉ vai trò là kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật thôi. Nhưng mà sau này khi mình đi thực tế thì cũng đã trải qua rất là nhiều các loại bình. Nhưng mà mỗi loại bình thì nó có những cái ưu cái nhược cũng như là nó nhiều thứ lắm. Ví dụ như là bình 16 lít thì nó rẻ hơn, bình 20 lít nó mắc hơn, ví dụ vậy. Và nó rất là nhiều thứ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ bằng cái kinh nghiệm bản thân từ A tới Z cho những quý vị và các bạn nào mà mới, ví dụ như kỹ sư mới ra trường hoặc là ai mới khởi nghiệp làm nông nghiệp, thì mình chọn được một cái bình nó trước mắt là nó sẽ tạm ổn, chứ không là mình mua nó gặp phải bình không 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 ấy lắm thì mình xài nó nhiều hạn chế thì nó cũng hơi cực nha. Thì đầu tiên á, là bình điện, cái đầu tiên mình nên quan tâm là cái động cơ máy rõ ràng rồi. Cái động cơ máy mình phải lựa những thương hiệu uy tín để cái máy này nó ít bị hư hỏng này. Thường thì nó hay bị hư cái nấm này, khi mình vặn nó không được nữa, hoặc là ắc quy nó kém quá, chất lượng kém, cái ắc quy nhanh hư, nó nhanh hết pin. Ắc quy như mình nhớ không nhầm là nó dùng ắc quy khô đó. Thì điều đầu tiên là máy, cái máy mình phải lựa thương hiệu nào, mình hỏi những người mà đã sử dụng, những người đã trồng, đặc biệt là những người đã trồng cái cây trồng của bạn chuẩn bị sắp trồng á, thì nó lại còn tốt hơn nữa. Ví dụ như bạn trồng dưa lưới, dưa lê, dưa bầu bí, thì bạn phải hỏi những người đã làm nông cây dưa bầu bí, mình tham khảo bình là tốt nhất. Rồi trồng huệ thì tham khảo bình trồng huệ. Lý do là mỗi cái bét phun, cái loại bình nó sẽ phù hợp với cái loại cây nào đó, thì mình hỏi những người đã dùng, họ sẽ rút kinh nghiệm nhiều lần và họ có những cái sản phẩm nó phù hợp hơn. Thì ở đây mình tư vấn là trên cây dưa bầu bí nói chung này và các loại cây nói riêng, nhưng mà cụ thể là cây dưa bầu bí nha. Thì máy nó phải là thương hiệu nào nó bền, nó chạy bền, ắc quy lâu hư, ít bị hư hỏng trục trặc, xài nó bền đó. Thứ hai là cái dung tích bình, cái thể tích chứa của bình ạ. Thì quý vị các bạn nên mua cái loại bình 20 lít này. Thì hiện tại thì bình điện mình thấy rằng là 20 lít là tối đa, maximum là 20 lít. Tuy nhiên sau này công nghệ nó phát triển, như máy nó tốt hơn, rồi cái bình này người ta làm bình 25 lít luôn, thì mình nên mua cái loại bình mà cái thể tích chứa của nó được nhiều, nó càng nhiều càng tốt. Tại sao? Tại vì nếu ví dụ các bạn mua bình 16 nhưng cái farm của mình nó xịt 18 lít nó mới hết bình, thì không lẽ mình đi pha 2 lít đó thêm để mình xịt. Cái thứ hai là khi mình mua cái bình này, bình là 20 lít này, sau này có bình 25 lít thì mình mua bình 25 lít chứ mình không mua bình 20 nữa. Thì khi mình xài cái bình 20 lít này mà giả sử như mình pha 16 lít thì nước nó tới đây, dẫn tới khi mình quậy, mình pha thuốc xong mình quậy thì nó còn một khoảng rộng như này, thì mình quậy nước nó không trào ra ngoài, cũng như nó rộng như vậy thì mình quậy nó dễ đều hơn. Trong khi nếu mà đầy tràn bình thì mình khó khó mà quậy được. Đó là cái ưu điểm thứ hai.
Cái điểm thứ ba là ví dụ như họ thiết kế cho bình cho 20 lít nước thì tức là cái máy nó sẽ phải mạnh tương ứng, cũng giống như nồi cơm điện vậy đó. Họ thiết kế cho mình nấu được 5 lon gạo thì các bạn nấu dưới 5 lon là cái nồi cơm điện nó cực kỳ bền luôn. Nhưng mà một ngày mà có khách hay đông người mà mình nấu lên 6 lon là cái nồi đó có y rằng là nó bị trục trặc đó. Tức là nó khi nó quá công suất thì nó lại không tốt nữa. Ví dụ như bình mà nó thiết kế 16 lít mà mình chạy 16 lít thì nó không sẽ không bằng là mình mua bình 20 mà chạy 16 thì cực kỳ ngon luôn. Đó là cái đó là mình nghĩ thôi nha. Còn à, cái hiệu quả mà thấy rõ nhất đó là khi mình mua bình 20 lít mà mình xài bình 18 16 lít thì nó rộng, mình quậy nữa thuốc nó không có văng lên. Nó mà văng lên thì nó ướt vào cái dây này mình lại đeo. Thì dẫn tới thuốc nó ngấm vào người mình nha. Đó là về cái thể tích, càng lớn thì càng tốt, nó sẽ có lợi cho mình hơn. Và đặc biệt là giống như lúc nãy mình nói đó, lẽ mình chết một farm nó hết 20 lít đi là mới giáp cái vườn của mình, mà mình mua bình 16 hay 18 thì đi pha lại 2 lít thì nó rất là cực, nó không không nên nha. Đó, với lại cái thứ hai này là ví dụ như farm của mình là xịt 18 lít là giáp, tuy nhiên cái nhịp đi của mình không sẽ khó mà đi nó đều được, có thể là mình sẽ đi nhanh hơn một chút và chậm hơn một chút. Thì ví dụ như mình đi chậm hơn một chút mà farm mình phải 18 lít nó mới giáp, mới đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật của cái loại thuốc đó cũng như là cái cây đó, nhưng mà mình đi chậm quá nó hết thuốc thì dẫn tới mình lúc nào mình cũng phải nên pha là 20 lít thuốc. Để làm chi? Để ví dụ như thà nó dư giờ mình xịt xuống đất còn hơn là mình xịt thiếu mà mình đi pha thêm, nó rất là cực. Đó là về cái thể tích. Cái thứ ba là cái lồng lọc này, cái rổ lọc này. Cái rổ lọc này thì mình nên mua cái loại bình mà rổ lọc này nó bự một chút. Đây, như cái này mình rất là hài lòng này, nó bề cao nó cái cao nó chắc khoảng mình độ nó khoảng 15 á, 12 15 gì đó, nó rộng rộng này. Thì khi nó rộng như này á, khi mình đổ nước đổ thuốc nó ít bị trào lên. Nó ít bị trào ra ngoài. Còn lần trước mình mua một cái bình 18 lít thì cái phần này nó chắc nó bằng một nửa của cái lồng lọc này, lọc cặn này. Thì nó bằng một nửa này dẫn tới khi mình lấy cái vòi mình đổ nước lên thuốc nó văng ra ngoài, hoặc là khi mình nhấy nó văng ra, nó rất là hạn chế. Trong khi mình mua nó rộng rãi như này khi mình đổ nước thuốc vô, tại vì khi mình pha thuốc mình quậy với cái xô mình đổ vô thì nó rộng như này thì nó sẽ chảy đều hơn mà nó không có bị văng ra ngoài. Nó nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà thực tế thì nó cũng góp phần cho chúng ta nó tiện ích hơn. Nắp thì rõ ràng là mình nên lựa những cái nắp mà nó kín, cái loại thương hiệu, có nhiều loại thương hiệu. Có thương hiệu thì đóng nắp xong này, đến khi không may mà mình nhấc cái bình lên, mình nghiêng qua một chút đầy bình ấy. Cái này nó xì nước ra ngoài nhiều, dẫn tới nó ướt cái dây này cũng như nó ướt vào áo mình, thuốc nó dính vào người mình, lúc đó tắm thì không tắm được, đang xịt thuốc mà nó rất là khó chịu nha. Đó. Tiếp theo thì đến cái dây. Cái dây của bình thì mình nên mua cái loại nó hai loại, mình thấy rằng mình đã sử dụng thì mình thấy nó có hai loại. Một loại là cái dây nó bằng dây nó giống như cái ống ống nhựa mềm vậy đó. Dây cao su, nó giống dạng, dạng nhựa cao su nhựa mềm nhưng nó không có bố này. Đây là cái lớp bố vải nha. Thì cái loại không có bố khi mình sử dụng nhiều nó hay bị những cái chỗ gấp khúc, những cái chỗ mà quan trọng này, nó hay bị gấp. Nó bị gấp cái ống lại cũng như là nó bị lâu ngày nó sẽ dần dần nó gãy. Nó gãy cái dây này nó xì. Mất công mình đi sửa. Rồi nó không có bền. Trong khi mình mua cái loại dây bình mà cái dây nó có bố này. Cái này nó cũng có thể nó bán rời nha. Tuy nhiên cái bình mà đã thiết kế cái loại không có bố rồi thì nó không phải gắn cái mắt như này mà nó lại gắn trực tiếp vào máy. Tới khi mình muốn thay mình phải gỡ cái này, mở cái nắp này ra, nó hơi mất công chút. Còn cái loại này thì nó nối với đây, khi nào mình thay dây thì cứ mở lấy cái mỏ lết, cái khóa mình mở cái này là thôi, mình gắn
Tuy nhiên mình mua cái dây mà dây cái bình mà cái loại dây dây có bố này, bố vải này, nó giống như cái bình dây dây chịu lực, dây nén đó. Thì nó bền, nó cứng, nó không có bị gấp khúc và nó lâu hư này, mình xài nó rất là tiện nha. Về cái khóa này thì ngày trước mình thấy ham cái khóa bóp này, là vì khi mà ví dụ như cái cây nó xa nhau quá, mình bóp chụp để nó tiết kiệm thuốc. Tuy nhiên dưa lưới thì mình lại ít dùng cái đó, thành ra mình mua cái khóa này thì nó hơi mắc tiền, nhưng mà nó rõ ràng thì nó tiện nghi hơn. Ví dụ như mình chụp từng cây, chụp bóp 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 như vậy thì thuốc nó ít hơn. Còn mà mình dùng cái khoan khóa thì rõ ràng là khóa chết, nó sẽ khó hơn. Tuy nhiên tiết kiệm thì mình nên mua cái khóa kia cho nó dễ. Con này thì nó mất vài mấy chục ngàn lận. Tiếp theo là cái bét. Bét này thì tùy mỗi người thôi nha, nhưng mà theo mình thì mình thích nhất là cái loại bình điện mà mình xài 3 bét này. 3 bét thì nó sẽ phun cái lượng nước nó vừa phải. Ví dụ như mình dùng 2 bét thì cái lượng nước phun ra nó ít quá, dẫn tới mình xịt nó lâu, mình phải đi chậm, mệt hơn, lâu hơn. Còn 3 bét thì cái lượng thuốc nó phun ra nhiều, nó sẽ đi nó nhanh hơn, nó nhanh hết bình hơn và mình nó khỏe hơn một chút. Còn cái loại 4 bét thì dành cho bình máy, 4 bét trở lên á, nó dành cho bình máy, tức là do cái áp suất, cái động cơ áp suất của cái bình máy nó mạnh, cho nên nó dùng 4 bét thì cái lượng nước nó phun ra nhiều thì nó mới đạt. Còn như của mình á, mình dùng 4 bét thì cái áp suất nó không đủ, dẫn tới cái hạt hạt thuốc phun ra nó bự, nó to, dẫn tới nó sẽ độ bám lên trên lá nó không tốt, cũng như nó sẽ hao thuốc và nó ví dụ xịt ở những cái ngóc ngách nó khó hơn là cái dạng này. Dạng này thì nó ít thì nó mạnh, nó sẽ phun sương, nó dạng sương mù, nó càng nhuyễn thì nó càng lơ lửng, nó sẽ vô được trong những cái kẽm cũng như nó bám vào trên lá tốt hơn đó. Thì mình thích dùng 3 bét. Và cái bét bên ngoài này mình nên mua cái loại inox này, cái nắp này này mình nên mua loại inox. Thực ra các loại bét thì nó một cái cỡ lỗ khác như nhau thôi, nhưng mà về lâu dài thì nếu mà mình mua bét đồng á, mua cái nắp này bằng đồng thì nó sẽ nhanh bị mòn và nó lỗ nó càng ngày càng bự ra, thì cái hạt thuốc mình phun ra nó không nhuyễn, hạt nước mình phun ra nó không nhuyễn. Còn cái loại inox thì nó bền hơn thì nó sẽ phun nhuyễn thôi chứ không gì đó. Thì mình sẽ bật máy lên mình phun thử cho quý vị và các bạn xem nha. Đó, nó phun nó vừa áp của nó. Thì khi mình phun á, mà nếu mình thấy rằng nó kêu sực 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 thì tức là các bạn có thể quý vị và các bạn đang chạy nó 2 bét, dẫn tới là cái áp suất thì nó rất cao mà lượng nước phun ra này nó lại ít, dẫn tới cái áp suất nó dội ngược lại cái máy của mình, thì mình nghe nó cứ sực 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 sực, tức là nó cái công suất của nó máy mình nó cao mà trong khi nó có 2 bét. Thì mình nên giảm bớt cái áp lại để cho nó bảo vệ cái động cơ của mình. Chứ nếu mà mình chạy 2 bét hoặc là 1 bét mà mình đưa áp cao nó cứ sực sực như vậy, nó ảnh hưởng đến cái động cơ. Cũng như là khi mà áp cao, là hôm bữa mình có thử rồi, cái mình dùng cái bét nhuyễn để mà phun thuốc sâu á, thì khi cái áp nó cao quá, cái áp nó cao quá thì nó sực 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 sực, xong một hồi là nó xúc cái này ra luôn này, nó xì, nó bể hết các cái mối nối, cái nào yếu với lại lâu ngày là nó xì luôn á. Nó dẫn tới là mình lúc xài thì vậy thôi. Còn về cái này thì khi mình mua thì nó có cái lớp cao su này, lớp cao su nó bọc bên ngoài để khi mà tay mình ướt mình nhấn vô nó không có bị gì ướt vào trong mà nó chập điện cũng như nó bị hoen rỉ. Cái ấy thì có công tắc thì mình càng tốt, có công tắc mà có nắp này thì càng tốt, còn không thì thôi đó. Thì hiện tại cái bình này mình cũng mua rất là nhiều bình nha. À, còn một cái quan trọng hơn nữa,
sáng nay mình chia sẻ cho quý vị các bạn luôn nha. Cái màu mình nên mua cái loại bình mà nhựa nó nhựa trong á, nhựa càng trong thì càng mắc tiền. Còn mà có loại nhựa đục á, là nhựa tái chế. Đó, nhựa mà càng trong mà màu vàng như thế này. Thì khi mà nhựa trong á thì mình nhìn cái nước bên trong để mình biết được cái số lít này nó dễ. Còn hôm bữa mình mua cái bình nó màu cam mà nhựa nó đục á, mà càng lâu ngày mình xài nắng nó chiếu vô nó càng bị lão, nó càng đục. Thì khi mà cái màu nó đục như vậy á, mình nhìn hoài nó không thấy được nước nó tới đâu. Dẫn tới mình rất là khó căn cái mực để nó biết được bao nhiêu lít cái bình nó rồi. Cho nên khi mình mua là mình mua cái màu nhựa nó phải trong càng tốt, để mình nhìn khi mà mình đổ nước tới đâu nó biết được cái mực, để mình biết được cái mực thuốc nha. Đó. Thì hiện tại mình thấy rằng các loại bình này mình trên thị trường thì mình thấy rằng như của công ty BMC, công ty BMC Long An, họ làm bình cũng chất lượng. Hoặc là mình đang xài cái bình Oshima này thì xài nó cũng ok. Đó, thì đó là một số cái mà thực tế mình xài, mình thấy nó hiệu quả, nó phù hợp, thì giới thiệu cho quý vị và các bạn. Những ai mà mới khởi nghiệp, mình không biết là mua cái bình gì cho nó phù hợp, và nó phù hợp với cái khi mình sử dụng, cũng như là ấy, để mình hạn chế trường hợp là mua rồi một thời gian mình lại đi mua cái khác thì nó tốn tiền. Chứ mình không có bán bình nha. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nha. Nếu có góp ý hay là quý vị và các bạn có kinh nghiệm biết những cái bình nào tốt thì vui lòng comment ở bên dưới video để giúp cho mọi người hiểu biết thêm về bình, cũng như để lựa chọn một cái bình thuốc nó phù hợp để cho mình tiết kiệm được chi phí mua, cũng như là khi sử dụng nó hiệu quả nha. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.